Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Được sự hỗ trợ của Hội nông dân tỉnh, một số hộ dân tại thôn Đồng Giếng, xã Đậu Trù, huyện Tam Đảo đã thành lập mô hình tổ liên kết sản xuất, trồng và nhân giống ba kích thực phẩm. Nhận thấy hiệu quả từ cây ba kích mang lại, cùng với nguồn vốn sẵn có, sự hỗ trợ từ Hội nông dân tỉnh, các hộ tiếp tục trồng và nhân giống cây ba kích bán ra thị trường. Hiện nay có hộ gia đình trồng 5 sào cây ba kích, 700 gốc một sào và 600 mét vuông vườn ươm cây giống. Dự kiến sau khoảng 2 năm nữa, 5 sào trồng ba kích sẽ cho thu hoạch với giá bán như hiện nay 200.000 đồng một kg, doanh thu đạt 1,4 tỷ đồng. Theo các hộ nông dân trồng cây ba kích cho biết, đây là loại cây rất dễ trồng, lại tốn ít công chăm sóc, phù hợp với đất vùng đồi núi, có thể trồng dưới tán cây khác mà vẫn sinh trưởng phát triển tốt, khoảng 3 năm cho thu hoạch. Nhưng nếu càng trồng lâu thì chất lượng củ càng tốt, giá bán sẽ cao hơn. Ngoài ra trồng ba kích, người dân có thể tự túc cây giống bằng cách cắt cành dâm xuống đất. Từ những đặc điểm trên, ba kích là loại cây trồng phù hợp trên vùng đất đồi núi, có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại cây trồng khác. Từ đầu năm đến nay, để đáp ứng nhu cầu cung cấp các sản phẩm phôi thép cán thép cho các công ty kinh doanh sản xuất thép thành phẩm trong và ngoài tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Trường Biện có địa chỉ tại huyện Yên Lạc đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm bằng việc đổi mới và đưa vào sử dụng các trang thiết bị máy móc hiện đại nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất. Năm 2014, sản lượng của công ty đạt 36.000 tấn, doanh thu ước đạt trên 500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng. Không chỉ giữ vững sản xuất kinh doanh, công ty còn đảm bảo thu nhập cho công nhân lao động ổn định từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Trong thời gian tới, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Trường Biện sẽ tiếp tục nỗ lực từng ngày để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, từ đó ngày càng nâng cao thu nhập cho người lao động và tạo thương hiệu có uy tín trên thị trường thép trong nước. Xác định giáo dục đại trà là mục tiêu chính, ngay từ đầu năm học 2014-2015, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông Triệu Thái huyện Lập Thạch đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Gắn với phong trào thi đua dạy và học, nhận thức rõ chất lượng chuyên môn của giáo viên quyết định đến chất lượng giáo dục, nhà trường đã đặt ra mục tiêu đội ngũ giáo viên chuẩn về nghề nghiệp, tốt về đạo đức, giỏi về chuyên môn, tận tâm với nghề và vững vàng về chính trị. Bên cạnh đó, các thầy cô luôn cố gắng tạo một môi trường học tập lý thuyết gắn liền với thực hành, nhằm tạo sự đổi mới trong tư duy, giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Năm học 2014-2015, với 58 cán bộ giáo viên, trong đó có hơn 15% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, cùng hơn 600 học sinh các khối. Thầy và trò trường Trung học phổ thông Triệu Thái sẽ tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo. Từ đó, đáp ứng yêu cầu dạy và học, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong nhà trường. Chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước ước tăng 7,6% so với năm 2013. Đặc biệt, một số nhóm ngành tăng trưởng cao trên 20% như dệt may, da giày, sản phẩm điện tử, máy vi tính. Kim ngạch xuất khẩu kỷ lục lên tới 150 tỷ đô la Mỹ. Chỉ số tiêu thụ hàng hóa tăng cao hơn so với nhiều năm trước, hàng tồn kho đã ở mức bình thường. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá năm 2014 là một năm ngành công thương đã tăng trưởng vượt bậc, đóng góp lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong năm 2015, thách thức của ngành sẽ còn nhiều vì hoạt động công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển. Tăng trưởng xuất khẩu cao nhưng chủ yếu ở những nhóm hàng của các doanh nghiệp FDI. Tết Nguyên đán đang đến gần, hiện ngành công thương đang tăng cường phát hiện và xử lý tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Công khai minh bạch hóa hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu. Ngày 31 tháng 12 năm 2014, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh phân phối mặt hàng ga tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam cho biết, kể từ 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2015, giá ga giảm 2.750 đồng một kg, tương ứng giảm giá 33.000 một bình 12 kg so với tháng 12 năm 2014. Mức giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại khu vực phía Nam sẽ dao động ở mức 290.000 đồng đến 300.000 đồng một bình 12 kg tùy thương hiệu. Theo lý giải của các doanh nghiệp, nguyên nhân giá ga giảm là do giá ga thế giới bình quân tháng 1 năm 2015 vừa công bố ở mức 447,5 đô la một tấn, giảm 112,5 đô la một tấn so với tháng trước. Do đó, giá ga trong nước được điều chỉnh giảm theo nhằm đảm bảo tuân thủ quy luật thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, trên cơ sở bám sát chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và lạm phát chính phủ đề ra, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng trong năm 2015 trong khoảng từ 13 đến 15%.
điều hành chính sách tín dụng tiếp tục theo phương châm mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hiệu quả và tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là những lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ. Để hướng tới mục tiêu giảm nợ xấu của hệ thống vào cuối năm 2015, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu và trong cấp tín dụng mới, hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Đối với việc xử lý nợ xấu thông qua công vụ của VAMC, ngành ngân hàng sẽ tập trung phối hợp với các bộ ban ngành để hướng dẫn các văn bản sau khi Thủ tướng Chính phủ có ban hành sửa đổi Nghị định 53 về xử lý nợ xấu. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo toàn hệ thống tiếp tục bám sát lộ trình theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2014, các chỉ tiêu về lâm nghiệp đều đạt cao hơn so với năm ngoái. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt khoảng 24.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 7,09%, kim ngạch xuất khẩu lâm sản kể cả lâm sản ngoài gỗ đạt 6 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng 14% so với năm ngoái. Độ che phủ rừng của năm 2014 ước đạt 41,5%. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, toàn ngành đã trồng được gần 220.000 ha rừng tập trung, đạt 105% kế hoạch năm. Hoàn thành kế hoạch trồng cây phân tán với 50,6 triệu cây và khoanh nuôi tái sinh rừng đạt 379.000 ha. Năm 2015, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 25.000 tỷ đồng, độ che phủ rừng 42%. Chuyển sang phần tin quốc tế. Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới 2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài thông điệp gửi đến toàn thể nhân dân Nga. Tại Nga và thủ đô Moscow, bất chấp thời tiết lạnh giá dưới 0 độ C, người dân vẫn đổ ra đường, tập trung về trung tâm thủ đô để đón chào thời khắc bước sang năm mới 2015. Ngay trước thời khắc bước sang năm mới 2015, qua các kênh truyền hình phát thanh quốc gia, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu gửi đến toàn thể nhân dân Nga. Ông nói: "Tình yêu Tổ quốc là một trong những tình cảm mạnh mẽ nhất. Nó đã được bổ sung thêm bởi tình cảm anh em của những người dân Crimea và Sevastopol, khi họ quyết định một cách kiên quyết trở về với ngôi nhà thân thương của mình. Đây là sự kiện mãi mãi ghi dấu quan trọng." Tổng thống Putin nói thêm, "Trong năm mới, chúng ta sẽ phải cùng nhau giải quyết không ít nhiệm vụ và một năm sẽ đạt được những điều như chúng ta thực hiện một cách có hiệu quả để sáng tạo. Không còn cách nào khác, chúng ta phải hành động, hiện thực hóa tất cả những gì chúng ta kỳ vọng vì bản thân, vì con cái chúng ta và vì nước Nga." Cuối cùng, Tổng thống Nga gửi lời chúc đến toàn thể nhân dân Nga: "Chúc mừng các bạn nhân ngày lễ lớn, chúc mừng năm mới 2015. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác bỏ một nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các lãnh thổ của Palestine trong vòng 3 năm. Nghị quyết này được đệ trình lên theo đề xuất của Jordan và được 22 quốc gia Ả Rập cùng với Palestine nhất trí. 7 trong số 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu thuận, còn Mỹ và Úc bỏ phiếu chống. Mỹ là một trong thành viên có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an. Chỉ cần có một phiếu phủ quyết thì nghị quyết không thể thông qua." Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, bà Samantha Power, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói: "Chúng tôi bỏ phiếu chống không phải vì chúng tôi thấy hài lòng với hiện trạng, mà vì hòa bình phải đến từ những nhượng bộ khó khăn đạt được trên bàn đàm phán." Liên minh cầm quyền Nhật Bản bao gồm hai đảng Dân chủ Tự do và Komeito vừa hoàn tất kế hoạch sửa đổi chế độ thuế trong tài khoá 2015. Kế hoạch này bao gồm việc giảm tỷ lệ thuế hiệu quả cho công ty để tạo chu kỳ tích cực cho kinh tế. Liên minh đề ra mục tiêu giảm hơn 3,29% thuế trong 2 năm tới và quyết định giảm 2,51% trong tài khoá 2015. Để thúc đẩy các công ty tăng lương, Liên minh cầm quyền sẽ miễn thuế số lương tăng. Nếu một công ty tăng lương cho nhân viên từ 3% trở lên trong tài khoá 2015 so với tài khoá 2012, Chính phủ và Liên minh cầm quyền dự định đệ trình lên kỳ họp Quốc hội trong tháng tới các dự luật về thuế, trong đó có kế hoạch sửa đổi chế độ thuế vừa hoàn tất. Kinh tế thế giới năm 2015 được các tổ chức quốc tế IMF, OECD dự báo ở mức cao hơn năm 2014. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tăng trưởng thương mại thế giới được dự báo sẽ phục hồi ở mức 4%. Để đảm bảo tăng trưởng phục hồi, nhiều quốc gia sẽ nới lỏng chính sách tài khoá và đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.
Tuy nhiên, trong năm 2015, phục hồi tăng trưởng vẫn có thể gặp không ít bất trắc do tình hình ngân sách và nợ công của các nền kinh tế vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu chưa có nhiều cải thiện so với con số dự báo 208,8 triệu người không có việc làm trong năm 2015. Khủng hoảng địa chính trị, xung đột leo thang sẽ tiếp tục kìm hãm sự tăng trưởng của kinh tế thế giới. Theo IMF, khủng hoảng kinh tế Nga nếu tiếp tục gia tăng có thể đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng tài chính mới và có thể đẩy châu Âu vào suy thoái, suy giảm tăng trưởng của các nước BRICS. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc.